thì mình đánh cái cây này, cái cảm giác mình đánh y chang cái cây cờ, không khác gì hết. Xin chào các bạn, Hoàng đang ngồi giữa hai cây piano điện của hãng Yamaha rất là sang trọng. Đây là dòng hybrid piano, đó là cây piano người ta gọi là piano giả cơ, đó là nửa piano điện và mở nửa piano cơ. Thì một là cây NU1 và một là cây NU1X, mà các bạn nhìn xem mình sẽ không có phân biệt được cái nào là NU1 lẫn NU1X đâu, bởi vì kích thước và trọng lượng và cái hình dáng là coi như nó giống nhau y chang. NU1 thì sản xuất từ 2011 đến 2017, còn NU1X là sản xuất từ 2017 cho đến khi mà nó ra cái cây NU1XA, là nó ra vào khoảng độ giữa năm 2023 đó. Đó, bây giờ các bạn nhìn coi, các bạn phân biệt được không? Rồi, thì thiệt ra là nó có những cái điểm phân biệt nhỏ thôi. Đó là các phím, cái nút bấm power này, là tắt mở của cái đàn này á, thì nó kêu tách tách này ha. Đó, cái tách tách là của NU1. Còn có chữ X thì nó không có kêu tách tách nữa. Đó, nó là cái nút bấm nó không có kêu tách tách. Rồi, đó là điểm phân biệt thứ nhất. Điểm phân biệt thứ hai, đó là cái cây NU1 cái thời điểm đó nó chưa có Bluetooth. Cây NU1X đã có Bluetooth. Đây, yes! Nó có cái nút function, các bạn thấy không? Nó hình dáng là nút Bluetooth này. Đây, Hoàng thử connect với cái điện thoại cho các bạn nghe nha. Rồi, Hoàng làm động tác connect cho các bạn nè. Đâu, Bluetooth. Rồi, bây giờ Hoàng đặt cái điện thoại nó kế bên. Rồi, bây giờ nó đang chưa tìm thấy đúng không? Bây giờ ta nhấn cái nút function, là cái nút Bluetooth này nè. Ta giữ chừng nào mà cái màn hình nó hiện chữ BT là Bluetooth, thì ta bắt đầu kết nối. Đây nè, NU1X nè các bạn. Rồi, nó kết nối xong là nó sẽ có chấm xanh. Thế bây giờ Hoàng chuyển qua cái này để mình nghe thử luôn âm thanh của nó nha. Đó, đó là cái tính năng Bluetooth. Vậy tính năng Bluetooth nó giúp cái gì? Nó giúp cái vừa rồi đó, là biến cái đàn trở thành cái loa Bluetooth. Vậy cái đó cần hay không là tùy mỗi người. Có người cần, có người không ha. Thành ra là không thể vì cái yếu tố đó mà ta quyết định mua cây nào. Bởi vì giữa hai cây đàn giá nó chênh lệch nhau khoảng 20 triệu các bạn. NU1 á, hồi xưa nó lúc nó mới về thì khoảng 47 triệu, nhưng mà bây giờ nó khoảng 38 triệu một cây thôi. Nó đã tụt xuống cả gần 9 giá, 10 giá rồi. Vậy là quá quá hợp lý cho cái thời điểm này luôn đó các bạn. Hồi đó mua là 47 triệu, sau đó sẽ từ từ nó tụt xuống 45, nên bây giờ nó tụt còn 38. Còn bây giờ cái cây NU1X này á, hiện Hoàng đang bán là 58. À, 58, nhưng mà trước đây á là khoảng 80 mấy triệu. Bây giờ nó 58 là cũng hợp lý đúng không các bạn? Rồi, bây giờ tới cái bước là Hoàng sẽ đánh đàn, Hoàng sẽ so sánh tiếng đàn của hai cây để cho các bạn thấy được cái điểm khác biệt ha. Thank you.
vừa đánh đàn cho các bạn nghe cả hai cây luôn. Thì không biết là các bạn có nghe được và các bạn chấm điểm là bên nào sẽ win không? Theo Hoàng nha, cây nào nó cũng có cái hay riêng hết. Một cây ấm hơn thì cái cây kia nó sẽ sáng hơn. Thì ai thích sáng thì chọn cái sáng, mà ai thích ấm thì chọn ấm. Thành ra được cái này nó sẽ mất cái kia. Cho nên đối với Hoàng, hai cây này là cũng ngang tài ngang sức. Đó. Vậy thì hãng á, về cái đó là mặt ý nghĩ của Hoàng thôi, nhưng còn ý nghĩ của hãng thì hãng phải đẻ ra một sản phẩm mới, thì tức phải update cái gì đó nó hay hơn để gắn vào. Một là hay hơn, hai là đẹp hơn, to hơn, hoặc là tính năng nhiều hơn. Đó, thì cái này Hoàng thấy là to thì bằng nhau. Vậy thì tính năng nó hơn có kết nối Bluetooth. Đúng không? Nó kết nối Bluetooth thì nó hơn, đúng rồi, nó có cái khía cạnh đó. Về Bluetooth thì NU1 cũng có cái cách xử lý, mình gắn cái thiết bị bên ngoài vô thì cũng biến nó trở thành cái Bluetooth được, cái đó mình giải quyết được, không vấn đề. Rồi, vậy thì bây giờ mình còn là so sánh giữa cái âm thanh của nó. Thì như Hoàng nói hồi nãy là Hoàng thấy ngang tài ngang sức, mỗi thằng một kiểu thôi, không có thằng nào mà hơn nào đâu. Bây giờ nói thiệt luôn là Hoàng bước vô cửa, cho Hoàng đánh đại một cây NU1 hay NU1X á, là Hoàng không có biết cái cây nào là X, cái nào là một trơn hết trơn á. Cái đó là sự thật luôn. Cho nên các bạn mua cây NU1 cũng được nha, với tầm giá là 38 hiện nay là Hoàng thấy cực kỳ hợp lý, với một cây đàn có cái phím gỗ action y chang cái cây cơ như thế này. Còn các bạn thêm 20 triệu nữa là 58 triệu để các bạn sở hữu cây thế hệ mới hơn, đó là NU1X cũng được, tùy tùy các bạn lựa chọn ha, tùy cái túi tiền của các bạn. Nhưng mà NU1 và NU1X là Hoàng nói là nó xem nhau đã các bạn. Rồi, chốt lại ha. Ai có 38, Hoàng khuyên nên mua cây này. Đến bây giờ các bạn vẫn nên mua cây NU1. Còn ai mà thích mới hơn thì NU1X. Còn ai muốn khui thùng thì nó tầm khoảng độ 200 triệu á. Đó là cây NU1X. Đó, nó mới ra năm 2023 thôi. Thì bây giờ chưa có đàn cũ đâu, nó là đàn mới. Nếu các bạn order Hoàng á, thì Hoàng có thể nhập từ Nhật về một cây mới tinh, nhưng mà nó rất là đắt tiền, nó rất là đắt tiền. Rồi, ok, ai chọn phương án nào thì cứ alo để bên Hoàng cung cấp cho các bạn nha. Cảm ơn các bạn nhiều.